nó mà lựa mấy cái vỏ đậu ra đi. Cháu này kia nè, Ừ, nói cháu gì dính tùm lum lá hết trơn á. giá thì chị bệnh gì vậy Ừ, nãy giờ kêu làm mà quên nói cái anh? vụ mà chị bệnh gì nữa. Thì đại gia đình ơi, thì ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho đại đình hoặc là nhà đại đình có ai á mà bị, thứ nhất á là bị khó ngủ nè, còn thứ hai là bị căng bụng, thứ ba là bị đi tiểu đêm, À, đi tiểu đêm nha. còn thứ tư á là ai mà bị khan tiếng á. Chị Đau rất là hay luôn. đau họng hoặc khan tiếng Ờ, đúng á rồi đó. Thì hả? khó ngủ, bị đi tiểu đêm, ban đêm mà đi tiểu nhiều lần á, với cái bụng nó bị căng á, Biết rồi, biết nó rồi. căng, nó mắc tiểu hoài, quỷ á, đi tiểu nhiều lần, thì là mình sử dụng cái bài thuốc mà làm từ giá Vậy rất là hả? hay luôn, biết bao nhiêu người đã sử dụng hết rồi đó. Ngày hôm nay mình sẵn mình sẽ chia sẻ cho Liên Ngô, rồi sẵn chia sẻ cho đại đình luôn. Thì nhà ai mà có bị, có người thân mà bị vậy đó, thì mình sử dụng theo cái cách của mình nè. Mấy người mà hát nhiều quá biết không, là hay bị khan tiếng, là sử dụng cái này nè, là hết khan tiếng hay nhanh cực kỳ luôn. Giống như là anh thức nói nhiều hả? Ừ, nhưng mình á, mình Lại hay mình nói nhiều quá, nhầm bữa mình cũng bị tắc tiếng á đại đình, cũng phải làm để rồi xong uống mình đúng cũng không? sẽ làm cái này nè, mình sử dụng. Ủa cái này làm sao anh? Thì bây giờ là mình, thứ nhất á là mình giá nào mà ở ngoài mình mua ngoài chợ về á, thì mình rửa với nước sạch, rồi xong á là mình sẽ lấy như là lựa ba cái đậu ra đó. Rồi mình để ra gỗ nè, mình để cho nó ráo thiệt ráo nước. Nó bây giờ em để ra đi, rồi chút xíu em ra bàn đi, anh sẽ chỉ cho em cái cách làm rồi cách sử dụng luôn, Vậy rồi hả? ngày ngày uống nhiều quá, để mình làm đại đình coi coi từ đầu tới cuối luôn đi, rồi mình sẽ chỉ cho đại đình. Cái clip này cũng nhanh mà không có lâu đâu, tại nếu mà mình làm á mà mình không 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 thử, không sử dụng á, thì đại đình nhiều khi á là không tin tưởng mà để sử dụng. Thì bây giờ vớt cái giá ra hết giùm anh đi, rồi nè mấy cái dụng dụng này mình bỏ đi, mình để ra gỗ nha, mình để ngoài nắng vậy nè cho nó ráo cái giá đi. Để em thôi mấy cái nước á, mà trong cái làm giá á, nó cũng nhầm khi người ta làm giá ta bỏ phân bỏ thuốc nữa Vậy hả? đó. Ừ, mình nên về mình gơi rửa sạch đó, rồi đó bây giờ xong rồi đó, bây giờ đi ra bàn đi, để anh chỉ cho em cách sử dụng luôn ha. Đem này ra luôn hay Ừ, sao? đem này ra trước đây. Đây nè đại đền ơi, sau khi giá mà nó là rửa sạch với nhiều nước nha, rồi mình để cho nó ráo như vậy nè. Rồi đại đình bắt cho mình là thêm khoảng 1 lít nước sôi. Một lít Đây nước. đây đây, một nồi nè, bắt 1 lít nước sôi rồi nè nha. Cho nó sôi thiệt là sôi lên. Đó. Giá này tại vì mình mua thì nó nhiều vậy thôi chứ mình sử dụng thì không hết. Đó. Thì mỗi lần á là mình sử dụng á là mình sẽ sử dụng là khoảng 100 g giá nha. 100 Ừ. gram hả? 100 g giá là nó khoảng một nắm bự vậy nè. Đây khoảng như nè. Đó. Thì mình sẽ kiếm một cái ca mũ hoặc là cái bình thủy tinh này ở đó. Nhưng mà mình sử dụng nước sôi á thì mình nên là sử dụng bình thủy tinh, tại vì mũ á, thì đổ nước sôi vô nó sẽ ra cái chất trong Chắc cái mũ ly, không? ừ, nó sẽ không có tốt đó. Bây giờ mình sẽ để một khoảng 100 g giá vô cái bình nha. Lừng lừng. Ừ, mình nhắm chừng được rồi chứ không có cần mà chính xác lắm đâu. Nước cũng sôi nè. Ừ, nước nãy mình chuẩn bị sẵn ở đại đình cho nó sôi, cho mình làm cho đại đình xem nó mau hơn đó. Đó, đây là khoảng 100 g giá nha. Đó. Rồi sau đó mình sẽ nước là sau đây nè, bây giờ bưng bếp ga xuống cho mình đi. Đó, mình đổ nước sôi vô nha. Đây nè đại đình, 1 lít nước sôi nha. Thường thường á là giá cỡ khoảng 100 g mình để vô á là đổ nước sôi là vừa ngập giá là được rồi đó. Rồi mình lấy nắp mình đậy lại, cái nhớ là kiếm cái bình nào mà có nắp á đậy được, xong mình sẽ đậy lại ha, nó lắc lắc lên cho đều đều lên nè. Nè đại đình ơi, thì sau khi á là mình đổ á là 1 lít nước nóng vô với 100 g giá, thì mình để cho nó nguội lại vậy nè. Thì cái nước á là nó, cái nước nó màu ngã vàng, nhưng mà nó có cái ngã vàng nhưng mà cái ngã cái màu xanh Đúng rồi, đó. đúng rồi. Thì cái này uống thì rất là êm nó bình thường, nó không có gì hết trơn á. Thì mình gót ra nè, mình uống thôi. Thì 1 lít nước rồi thì mình sẽ chia ra mình uống trong một ngày. Trong một ngày Ừ, luôn nha. mỗi ngày mình uống 100 g thôi. Đó, em muốn thử này, Rồi em thử lại. cái nước nó bình thường không có gì hết trơn á, anh uống hoài. Nó thơm mùi giá. Nó chỉ có mùi Mùi giá thôi, không đậu. có gì hết trơn á. Nóng không? Nguội vậy. Ấm ấm à. Đó thì mình sử dụng cái nước nè, rồi mình sẽ uống là trong một ngày là hết 1 lít nước. Thì mình sử dụng kiên trì uống chừng vài ngày là mình sẽ hết về cái bị cái tiểu đêm.
Thấy đơn giản không? Giống như uống nước lạnh vậy á. Ừ. Nhưng mà cũng dễ uống ha. Nhiều người á là ta đi tiểu hoài, ta ngủ không được luôn á. Mà ta sử dụng cái này nè, ta uống vô là ta đi tiểu được bình thường á. Thì mình á thì mình hay nói chuyện nhiều nè. Thì mình hay để cái ngày nào mình cũng cầm miếng miếng mình để dành uống vậy chân á. Tại quay clip mà nói chuyện hơi nhiều, nói chuyện lia lẻ chân đau họng hoài luôn đại đình. Nhưng mà mình nhờ uống cái nước giá này vô là hết nè, chỉ bị khan tiếng. Ừ. Mát ha. Ừ. Uống cái này vô mát trong người. Bây giờ nó uống mà cái lúc mà nó còn ấm ấm á là nó cái cảm giác uống vô là cái cuốn họng mình nó thông liền luôn á. Đúng rồi. Là mát. Nó mát. Uống tới đâu mà cảm giác mà nước nó chảy tới đâu là mát tới đó luôn á đại đình. Vô tới bao tử còn mát. Cái này chắc có bình thủy á, mình để vô bình thủy mình uống. Không được. Tại vì để vô bình thủy á thì cái nhiệt độ nó giữ lâu quá nó làm bủng cái cọng giá ra hết, không có sử dụng được. Yeah. Mình để ra một cái fit một cái gì vậy thôi. Ừ. Là mình sử dụng được rồi. Thì cái này 100 g giá, 1 lít nước mình sử dụng trong ngày, uống liên tục cho mình ha. Thì nhiều người á là thí dụ mà uống á là người nào nặng nặng uống khoảng tuần lễ thôi. Ừ. Người nào mà nhẹ nhẹ thì uống vài ngày là có kết quả à. Hoặc là ai bị đau họng á, thứ nhất là ai mà bị đau họng uống á là trong vòng 1 ngày là hết đau liền. Hết đau họng với bị khan tiếng á. Vậy hả? Ừ. Đau họng là đau họng là nhiều cái loại đau họng nha, đau họng khan tiếng khác, đau họng kia khác nha. Vậy hả? Là trong vòng 1 ngày uống một bình một hết khan tiếng liền. Ừ. Đã định thấy mà cái nước này của mình nè, làm như vậy nè, có hay có hữu ích cho mọi người á thì nhớ comment bên dưới cho mình nha. Hoặc là ai đã sử dụng cái cách này nè thì hết rồi á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình rồi để ở dưới là cái bài thuốc này trị được. Ừ. Để cho mọi người tin tưởng mà sử dụng đó. Mình uống có đâu, uống rất là dễ thôi, mát thôi, nước giá mà. Đúng rồi. Ừ. Nó bây giờ là đó, bây giờ anh đem cái này vô anh để anh uống hàng ngày. Uống thì ra là bữa. Anh uống ngày nào anh cũng uống đấy ha. Đúng rồi, uống ngày nào cũng uống bởi vì nó mới khỏe trong người được chứ. Ừ. Thôi mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha đại đình. Ừ.